Bản tin tối ngày 1 tháng 6 chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả những món ăn đặc biệt từ Trung Đông nhưng hương vị lại rất Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chia tiền sân nước với đội tuyển Jordan. Trận giao hữu Việt Nam và Jordan diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông báo chí. Theo kết quả được Liên đoàn bóng đá Jordan thông báo, đôi bên đã hòa nhau với tỷ số 1 đều. Jordan mở tỷ số phút 13, bàn gỡ của Việt Nam cũng đến từ pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Đây là lần thứ 3 liên tiếp hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu. Trước đó, Việt Nam đã hòa tuyển Jordan tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 và vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ở trận đấu tại vòng 1/8 Asian Cup năm 2019, Xuân Trường và các đồng đội thắng trên chấm luân lưu với tỷ số 4-2. Nhưng cũng theo nhiều nguồn tin bên lề, tiền tài, tiền sân và tất cả kinh phí tổ chức trận đấu của hai đội được cơ đôi, rất giống với phong cách tìm đối đá phủi trên các diễn đàn tại Việt Nam. Nhiều người còn nói rằng hẳn ông huấn luyện viên khó tính của Jordan đang rất tức tối khi mất oan nửa tiền sân khi đội nhà bị cầm hòa nhưng cầu thủ của ông lại ghi cả hai bàn. Quan trọng hơn, Jordan đúng là đối dâm đan phòng không chân tay miệng, chẳng làm cầu thủ Việt Nam nào chấn thương, còn việc thi thoảng không thể ghi bàn thì cũng là điều bình thường mà thôi. Malaysia bổ sung cầu thủ từng lên ngôi vô địch tại Bỉ. Để tăng cường sức mạnh đội hình mới đây, đội tuyển quốc gia này đã triệu tập bổ sung hậu vệ Johan Dien Koon, cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia và Bỉ. Dien Koon đã đồng ý tới UE để khoác áo đội tuyển Malaysia. Chúng tôi có sự chấp thuận từ phía FIFA và AFC. Sự góp mặt của Dien Koon rất giá trị với Malaysia ở thời điểm hiện tại. Ông Haji Mus Amin, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia FAM cho biết. Johan Dien Koon sinh năm 1996 và hiện đang chơi bóng tại Đan Mạch cho đội bóng Midtjylland. Trước đó, anh từng thi đấu cho Club Brugge cùng giành chức vô địch Bỉ và siêu cúp Bỉ. Cầu thủ đa năng này có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau ở hàng thủ, nhưng sở trường của anh là vị trí hậu vệ phải. Như vậy, có thể thấy tham vọng của Malaysia là rất rõ ràng. Họ muốn bằng mọi giá đánh bại đội tuyển Việt Nam, nhưng đánh bại bằng cách nào với hàng tá cầu thủ nhập tịch Mã Kiều mới chơi cùng nhau thì ông Tan Trong Hồ cũng chưa nói. Biết đâu đấy, chính người chơi hệ gương mặt thân quen như ông Park lại khiến đối thủ ngã ngửa. UAE tiếp lửa cho Quang Hải. Việt Nam thì vẫn là đất nước xuất khẩu lao động có tiếng ở khu vực Tây Á, Trung Đông và vùng Vịnh. Cũng dễ hiểu tại sao với những người dân xa quê, việc có thể được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu luôn là niềm vui, món quà tinh thần lớn lao trong những ngày tháng xa quê hương và cũng chưa biết ngày về vì dịch bệnh như hiện nay. Theo xác nhận từ Phó Chủ tịch Thường trực VFF ông Trần Quốc Tuấn, ban tổ chức nước chủ nhà đã được AFC đồng ý về việc đưa khán giả vào sân ở các trận đấu tại bảng G, vòng loại World Cup 2022. Tất cả các trận đấu được đón tối đa 30% lượng ghế ngồi ở sân thi đấu. Nếu không có đội chủ nhà, số vé được chia đôi. Còn với các trận đấu của UAE, đội khách sẽ được mua 10% số vé trên tổng con số 30% nói trên. Để được vào sân, các khán giả phải trải qua những quy định nghiêm ngặt của nước chủ nhà. Đó là phải xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng RT-PCR không quá 48 tiếng trước trận đấu. Phải đảm bảo giãn cách theo quy định, không được rời chỗ ngồi trừ những trường hợp cần thiết. Khán giả phải tiêm vaccine ngừa COVID-19, có chứng nhận, chữ E trong phần mềm điện thoại ANSOS. Phải kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào sân và phải đeo khẩu trang trong quá trình theo dõi trận đấu. Đặc biệt, trẻ em dưới 16 tuổi không được phép vào sân. Người cũ Hoàng Anh Gia Lai sang Campuchia. Mới đây nhất, ông Lee Tae-hoon vừa hết cảnh thất nghiệp khi chính thức ký hợp đồng trở thành giám đốc điều hành của câu lạc bộ Tip Phi Army. Tại giải vô địch Campuchia, đội bóng này có được 8 điểm sau 5 vòng đấu và hiện đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có màn ra mắt đội bóng mới tại giải CNCC League Cup 2021 vào cuối tuần này. Ở giải đấu này, Tip Phi Army nằm ở bảng B cùng với Friskan, Riz, Savairiang, Bati Academy và Preveang. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Tae-hoon sẽ đối đầu với câu lạc bộ Preveang vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Trong sự nghiệp của mình, huấn luyện viên Lee Tae-hoon từng hai lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Campuchia. Sau đó, ông về làm huấn luyện viên cho đội U16 của Bati Academy trước khi chuyển đến Hoàng Anh Gia Lai hồi đầu năm 2019. Lingardinho không dự Euro. Xác nhận mới nhất từ trang chủ của Manchester United cho thấy Jesse Lingard và Mason Greenwood đều sẽ không dự Euro 2020 cùng đội tuyển Anh. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều cổ động viên của đội bóng này hụt hẫng khi họ chỉ còn đúng 3 cầu thủ trong danh sách đội tuyển Anh là Luke Shaw, Marcus Rashford và Harry Maguire. Việc Lingard hay còn được biết với cái tên Lingardinho tuyên bố rút khỏi đội tuyển cũng là điều bất ngờ. Ngay ở thời điểm chuyến sang West Ham,
Lingard tạo ra một cơn sốt khủng khiếp ở Premier League khi liên tục ghi bàn và kiến tạo giúp cho búa tạ đi một mạch tới tấm vé dự cúp châu Âu. Có thời điểm người ta còn tưởng đội bóng này sẽ dự Champions League vào mùa sau. Đáng nói hơn, người dẫn dắt West Ham cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Sir David Moyes, người từng khai sinh ra lối chơi Takadada hủy diệt của MU tại Premier League cách đây vài năm. Có tin đồn rằng ông Moyes sẵn sàng đổi Declan Rice lấy Lingard. Thái Lan giao hữu bết bát, ông Nishino mềm như bún. Đội tuyển Thái Lan vừa trải qua 3 trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nishino có lý do để lo lắng khi kết quả của ông không như mong muốn. Theo đó, vòi chiến có trận hòa 2-2 trước Tajikistan cùng 2 thất bại trước Oman và Uzbekistan lần lượt với tỷ số 0-1 và 1-4. Lý giải cho những thất bại này, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Trong những trận đấu vừa qua, cầu thủ của tôi gặp vấn đề về tình trạng thể lực không đảm bảo, khiến cho họ thi đấu chưa thật sung sức. Tôi muốn toàn đội phải nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng hồi phục thể lực." Thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan tiết lộ dù trải qua những trận đấu chưa nghỉ nhưng bản thân ông vẫn nhận thấy sự cải thiện cho lối chơi của toàn đội. Theo đó, những điểm yếu nhất xuất hiện trong trận đấu gặp Tajikistan đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là hàng công khi cầu thủ biết cách xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Dường như ông Nishino đã hiểu thế nào là bóng đá Đông Nam Á với độ khắc nghiệt cao. Nhà cầm quân này mềm như món pad thái trộn nổi tiếng khi tỏ ra khiêm tốn và cẩn trọng trước vòng loại World Cup 2022 nếu không vượt qua vòng loại thứ hai này. Chưa biết chừng ông Nishino cũng sẽ phải chịu kết cục như nhiều người tiền nhiệm trước đây.